Thưa quý vị, Tây Ninh là một trong những địa phương có sức hút lớn đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Bên cạnh thuận lợi về phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, đem lại nguồn thu ngân sách cho địa phương, các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng đặt ra một số vấn đề trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Bởi vào giờ cao điểm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, lượng phương tiện tham gia giao thông là rất lớn. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông vẫn còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng trên, thời gian qua, các ban ngành đoàn thể trong toàn tỉnh đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện tình hình, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tại khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu. Khu công nghiệp Phước Đông hiện có gần 4.000 công nhân đang làm việc. Cứ tầm 7 giờ 30 đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày, đây được xem là giờ cao điểm khi công nhân vào làm việc hoặc tan tầm. Lượng người và phương tiện tham gia lưu thông trên các tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp là rất nhiều. Không những thế, các tuyến đường lớn đi ngang qua khu công nghiệp còn có sự tham gia của một lượng lớn xe tải, xe khách, dễ dẫn đến ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Trong 6 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 233 vụ tai nạn giao thông, làm chết 134 người, bị thương 147 người. Riêng trên địa bàn huyện Gò Dầu xảy ra 24 vụ, làm chết 20 người, bị thương 9 người. Trong đó có nhiều vụ liên quan đến công nhân lao động. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, tránh vượt không đảm bảo an toàn, chuyển hướng đột ngột, thiếu quan sát, đi bộ qua đường không đúng quy định. Kính thưa quý vị, trước thực trạng trên, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương, nhất là ở địa phương có khu công nghiệp như huyện Gò Dầu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Gò Dầu tổ chức ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Hiện nay tại khu công nghiệp Phước Đông, các doanh nghiệp bố trí xe đưa đón công nhân đến làm việc và đưa công nhân về lại vào mỗi sáng và chiều. Để đảm bảo việc đưa đón công nhân được diễn ra an toàn, tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, ngành chức năng đã tổ chức kiểm tra xe đưa đón công nhân về việc chấp hành quy định an toàn giao thông, đặc biệt là chở đúng số người theo quy định. Theo ghi nhận, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng các xe ô tô chở công nhân để kiểm tra. Sau khi kiểm tra giấy tờ, cảnh sát giao thông đã lên xe để kiểm tra số lượng hành khách. Việc đảm bảo an toàn trong hoạt động xe đưa rước công nhân không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho công nhân, không làm gián đoạn quá trình sản xuất của doanh nghiệp, mà còn góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, trong các đợt kiểm tra chuyên đề về xe đưa rước công nhân gần đây tại khu công nghiệp Phước Đông, lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra các phương tiện hết niên hạn sử dụng hoặc tài xế không có giấy phép lái xe, sử dụng bằng lái xe giả. Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các xe đưa rước công nhân đều đáp ứng đủ các điều kiện lưu thông. Ở trong thời gian qua, có bên phòng của huyện có tuyên truyền an toàn giao thông, tuyên truyền cũng như là chấp hành nghiêm luật giao thông, không uống rượu bia khi lái xe. Đảm bảo theo quy định mình chạy đúng tốc độ giới hạn, với lại mình giữ khoảng cách an toàn đó. Thời gian qua, hoạt động xe đưa rước công nhân luôn được các ngành chức năng của tỉnh và các doanh nghiệp quan tâm. Theo đó, chất lượng xe và đảm bảo an toàn giao thông là những yếu tố quan trọng được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, chú trọng xử lý các trường hợp xe ô tô tải đi vào đường cấm trong các khung giờ, xe chở công nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông. Do đó, trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe đưa rước công nhân. Thưa quý vị, có thể nói việc đưa rước công nhân đi làm bằng ô tô vừa góp phần đảm bảo sức khỏe khi đến nơi làm việc, đảm bảo an toàn giao thông, vừa góp phần giảm lượng xe cá nhân, giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người lao động. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, rất cần hơn nữa sự vào cuộc sâu sát của các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng nhằm chấn chỉnh các vi phạm quy định về vận tải hành khách và an toàn giao thông đường bộ, tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Bên cạnh đó, tại các khu công nghiệp vẫn còn một số lượng lớn công nhân sử dụng phương tiện cá nhân đi làm.
trong đó cũng có không ít số công nhân chưa có giấy phép lái xe, thiếu kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra, như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường. Có mặt cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Gò Dầu trong một buổi ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông tại khu công nghiệp Phước Đông Gò Dầu, phóng viên đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm, chủ yếu là lỗi không chấp hành tín hiệu đèn. Dạ, thì để nếu mà để trái thì phải đèn xanh, còn này em thấy đổi em rẽ luôn, vậy là sai. Như bữa nay trực sớm, em ở thấy người ta đi qua bên đó đi qua, mình cũng đi qua luôn. Vượt đèn đỏ là tại vì sáng bận công việc nhà đi chạy quá. Thì vượt thì nó cũng gây tai nạn, mình biết. Dạ, trễ quá nên em mới rẽ, nhưng mà lần sau là trễ hay là không trễ thì em cũng sẽ tuân thủ theo đèn của giao thông. Kiểm tra tại chốt đèn của đưa vào cổng khu nghiệp Phước Đông Bời Lời, phát hiện hơn 20 trường hợp xe Honda, thì chủ yếu là công nhân vào làm trong khu nghiệp Phước Đông thì vi phạm về không chấp hành tín hiệu đèn. Mình không chấp hành tín hiệu đèn rẽ trái thì cái lượng phương tiện mà theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh ta lên nó sẽ rất là nguy hiểm, tại vì cái đèn của người ta là bên kia là đèn xanh, ta chạy lên thì nó rất là dễ gây tai nạn. Thì tại khu vực này đã xảy ra tai nạn rồi nên nó rất là nguy hiểm, và khuyến cáo là mình khi mà qua cái khu vực này thì mình phải chấp hành nghiêm cái tín hiệu đèn giao thông. Cái việc mà chấp hành nghiêm cái tín hiệu đèn giao thông này là nó tốt cho bản thân mình và đảm bảo tính mạng cho và tài sản của cái người tham gia giao thông khác. Theo thống kê, phần lớn các vụ tai nạn xảy ra là do người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành luật giao thông đường bộ. Vì vậy, nâng cao ý thức của công nhân lao động là việc làm cần thiết nhằm phòng tránh hạn chế tai nạn giao thông đến mức thấp nhất. Nhằm nâng cao nhận thức về luật giao thông đường bộ và trách nhiệm cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó, các cấp công đoàn đặc biệt chú ý đến hoạt động tuyên truyền tại các công ty thuộc các khu công nghiệp có đông công nhân lao động như khu công nghiệp Phước Đông. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã chỉ đạo công đoàn các cấp cần phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông dưới nhiều hình thức. Với trách nhiệm là thành viên của Ban An toàn Giao thông của tỉnh, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh cũng như Ban An toàn Giao thông tỉnh, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch để triển khai tuyên truyền trong các cấp công đoàn trong tỉnh Tây Ninh. Trong các cái nội dung tổng thể để triển khai thực hiện thì trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền làm sao cho đoàn viên người lao động mình hiểu về pháp luật, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao thông. Qua công tác tuyên truyền, lực lượng công nhân lao động đã có thêm những kỹ năng và những hiểu biết về những nội dung quy định của luật giao thông đường bộ, nhất là mối nguy hiểm của việc lạm dụng rượu bia trong điều khiển phương tiện tham gia giao thông, việc vi phạm tốc độ cũng như việc vượt đèn đỏ, không đi đúng phần đường, làn đường, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông trong công nhân lao động về lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông và tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông, từ đó hình thành và xây dựng ý thức văn hóa giao thông trong cộng đồng, hướng đến giảm thiểu và đẩy lùi tai nạn giao thông. Thời gian qua thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều kế hoạch phối hợp với lại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng giao thông các địa phương về việc tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho công nhân các cụm khu công nghiệp. Tuy nhiên nhưng mà cái người điều khiển phương tiện tham gia giao thông công nhân khi chúng ta tham gia giao thông vẫn còn vi phạm rất là nhiều. Cụ thể rằng chúng ta thấy đó, tại khu công nghiệp Phước Đông này, cái người tham gia giao thông á vẫn còn. Thứ nhất là chúng ta là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều, dừng xe không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Nguy cơ tiềm ẩn rất nhiều về tai nạn giao thông, mà cụ thể đã có xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, va chạm giao thông dẫn đến chết người. Chính vì vậy thì thời gian tới thì ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã có nhiều kế hoạch chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát giao thông của đơn vị
cũng như là phối hợp với lại lực lượng cảnh sát giao thông của địa phương nơi có địa bàn đóng các khu công nghiệp. Thứ nhất là tiến hành tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Thứ hai nữa là cũng kiên quyết xử lý nghiêm những cái hành vi mà cái người điều khiển phương tiện chủ yếu là công nhân vi phạm luật giao thông. 6 tháng đầu năm 2024, Công an Tây Ninh đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp trên 170 cuộc với trên 53.000 người tham dự. Sau tuyên truyền, Công an Tây Ninh còn cấp phát tờ rơi, sổ tay tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho công nhân người lao động. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Gò Dầu còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng tuyên truyền phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông. Các lực lượng cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường, nhất là tuyến đường ở khu công nghiệp. 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Gò Dầu, đồn Công an khu công nghiệp Phước Đông và Công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức hơn 4.100 ca tuần tra kiểm soát với hơn 17.200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lập biên bản hơn 1.700 trường hợp vi phạm và tạm giữ hơn 680 phương tiện, xử phạt hành chính gần 1.600 trường hợp. Thưa quý vị, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, nhất là địa phương có khu công nghiệp, cần có sự vào cuộc tích cực và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành địa phương và doanh nghiệp. Trong đó, với vai trò nòng cốt trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông cũng cần tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức, chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát trực tiếp, điều tiết giao thông tại các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông vào giờ cao điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông. Mỗi cán bộ, công nhân trong khu công nghiệp cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật. Và thưa quý vị, phóng sự kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.